ai cũng có thể ngưỡng mộ. Đây là con tàu vũ trụ của Nga đang bay theo quỹ đạo cách trái đất 380 km. Chỉ một tấm hình chụp ở bên dưới giống như ở nhà, đó là núi Phú Sĩ. Tất cả những gì bảo vệ cho những người này tránh khỏi bức xạ chết người của vũ trụ là con tàu nhỏ bé của họ. Bầu khí quyển của chúng ta cũng làm đúng việc đó đối với trái đất. Từ trường bao bọc quanh hành tinh của chúng ta cũng làm như thế. Những hạt nguy hiểm thổi từ mặt trời bị đánh lạc hướng. Đôi khi chúng đến được tầng khí quyển trên, chúng lóe lên như ánh sáng của vầng hào quang. Nhưng phần lớn bức xạ này không nhìn thấy được. Thậm chí kính thiên văn quang học lớn nhất cũng chỉ phát hiện được một phần của nó. Để có bức ảnh lớn, các nhà thiên văn phải ghi lại được bằng cảm biến toàn bộ bức xạ. Bằng cách nào đó, dưới hình thức nào đó, họ phải hiển hiện được vũ trụ vô hình. Khoa học đã phát hiện một vũ trụ phức tạp hơn người ta tưởng. Đây là cấu trúc của nó. Những dải vật chất trải dài qua những khoảng không khó tin. Như những giọt sương rơi trên một mạng nhện, mỗi điểm ánh sáng là một tập đoàn hàng ngàn các thiên hà. Mỗi thiên hà gồm có hàng tỷ ngôi sao. Thiên hà của chúng ta, dải ngân hà, thuộc về một tinh đoàn ở gần. Giống như các tinh đoàn ở khắp nơi, các thiên hà bị kéo lại gần nhau bởi lực hút. Máy tính cho thấy chúng quay theo vòng xoáy và va đập vào nhau. Trong quá trình đó, chúng giải phóng năng lượng. Các nhà thiên văn phát hiện ra chúng nhờ bức xạ điện từ. Các ngôi sao bị nổ bổ sung thêm cho nguồn bức xạ đó. Các khu vực nơi hình thành các ngôi sao và nơi các ngôi sao biến mất vào các lỗ hổng đen cũng vậy. Bức xạ cho chúng ta biết về các ẩn tinh, những vật thể thần bí ở nơi giới hạn của sự hiểu biết và quan sát của chúng ta. Hãy tưởng tượng vũ trụ như một dàn nhạc. Rồi hãy tưởng tượng ta chỉ nghe một nốt C thứ. Khi ta nhìn lên bầu trời cũng giống như vậy. Chúng ta chỉ bắt được một nốt nhạc thay vì cho cả một dàn nhạc vũ trụ hoàn chỉnh. Mắt con người chỉ nhìn thấy một phần của quang phổ điện từ đó. Quang phổ kéo dài từ tia gamma ở một đầu đến các sóng vô tuyến ở đầu kia. Ở giữa là ánh sáng nhìn thấy được, các màu sắc của cầu vồng, một vài bước sóng mà mắt chúng ta nhìn thấy được.
Bầu trời ban đêm trông có vẻ sáng và bình lặng. Chúng ta không thấy sự hỗn độn của nó. Chỉ có giờ đây, với ngành thiên văn học hiện đại, chúng ta mới cảm nhận được toàn bộ bức tranh. Để nhìn được bức tranh đó, bức xạ đó, chúng ta cần những cảm biến quang phổ. Nhưng vì hầu hết bức xạ đã bị bầu khí quyển hấp thụ, chúng ta phải phóng những thiết bị dò tìm vào trong vũ trụ. Trong quỹ đạo trái đất, đây là một đài thiên văn quan sát bằng tia gamma. Đây là một hình ảnh chụp từ một con tàu bằng X-quang. Khó có thể nhìn được bằng mắt, đó là một túi khí bị bẫy trong các thiên hà. Ở giữa quang phổ, kính thiên văn vũ trụ Hubble làm việc trong ánh sáng từ ngoại và gần ánh sáng hồng ngoại, cũng như ánh sáng nhìn được. Tất cả các bức sóng hồng ngoại được vệ tinh Kobe tập hợp lại, đó là thiết bị khai thác cơ sở của vũ trụ. Một bức tranh của Kobe về thiên hà của chúng ta một lần nữa không thể phát hiện được bằng quang học. Đối với bức xạ xuyên qua bầu khí quyển, những chiếc chảo khổng lồ lắng nghe những tiếng thì thầm từ vũ trụ qua vô tuyến điện. Và để hoàn chỉnh bức ảnh, ánh sáng nhìn thấy được vẫn được thu thập bởi những thiết bị thiên văn đầu tiên. Với những anten đơn sơ này, tiếng nguồn vô tuyến từ vũ trụ lần đầu tiên được một người Mỹ là Kaczynski thu được vào năm 1931. Tiếng nguồn đó phát ra từ thiên hà của chúng ta. Ngày nay, các đài thiên văn vô tuyến đang thăm dò vùng tâm của thiên hà và các độ sâu của vũ trụ. Các nhà quan sát ngày đêm theo dõi bầu trời. Các máy vô tuyến nhìn rõ ngày và đêm vào bất cứ thời tiết nào. Máy thu này nằm ở Ekesburg, Đức, là chiếc chảo điều khiển được lớn nhất thế giới. Đường kính của nó là trên 100 mét. Các sóng vô tuyến nhảy từ chảo đến bộ phận khuếch đại ở tâm của nó. Máy vi tính làm tiếp phần còn lại, chuyển tín hiệu vô tuyến thành hình ảnh. Những bức ảnh như thế này ở vùng tâm của ngân hà. Cũng khu vực đó được chụp bằng quang học khá tốt, nhưng nếu so sánh với độ xâm nhập của vô tuyến thì nó giống như quan sát qua tấm kính cửa sổ có hơi nước. Nếu nhìn qua hình chụp vô tuyến thì đây có thể là bầu trời. Những đốm chấm ở đây không còn chỉ là các ngôi sao, chúng là các thiên hà và các nhóm thiên hà. Các đài thiên văn vô tuyến lập được bản đồ vũ trụ. Chúng phát hiện ra những ẩn tinh và những họ hàng lớn tuổi của các ẩn tinh đó, các thiên hà vô tuyến. Chúng đã tìm kiếm các sao neutron, các di vật của các siêu tân tinh và các đám mây khí nóng tỏa ra những ánh sáng không nhìn thấy được. Những hệ thống chảo làm việc trong một dàn hợp xướng. Nhờ liên kết chúng bằng điện tử, các nhà thiên văn đã tạo nên một máy thu khổng lồ. Mỗi chảo nhìn từ một góc độ hơi khác nhau một chút. Cùng hợp lại, chúng tổng hợp một hình ảnh sắc nét hơn. Bức ảnh này chính là kết quả tổng hợp đó. Nó cho ta thấy những đám mây dâng cuồn cuộn xung quanh một thiên hà. Nếu là một kính thiên văn bình thường thì chỉ nhìn thấy được thiên hà mà thôi. Ở bang New Mexico có một hệ thống chảo khổng lồ. Nó được gọi tắt là VLA. 27 chiếc chảo bao phủ một khu vực rộng 500 dặm vuông. Mỗi chảo rộng tới 24 mét. Nếu chỉ dùng một chảo thì nó phải rộng tới 17 dặm mới làm được công việc tương tự. Thông qua việc kết nối với những chảo ở tận Hawaii, VLA còn gây ấn tượng mạnh hơn nữa.
vũ trụ vô hình chưa từng được thăm dò như thế này bao giờ. Chòm nhân mã A, một thiên hà lộn xộn, bức ảnh chụp qua một kính thiên văn quang học lớn. Dùng kính thiên văn vô tuyến lập tinh đồ chòm nhân mã A, chúng ta thấy được sự hỗn độn đó. Hai khối phát xạ trải dài từ trung tâm của thiên hà ra phía ngoài. Chúng phát tín hiệu vô tuyến với cường độ cao. Đây, một nguồn vô tuyến kép nữa, một ngân hà bất thường, Sinus A. Hình ảnh quang học hoàn toàn mất đi tác dụng. Và ở đây, một ngân hà đang chu du với tốc độ nhanh qua đường trung tuyến giữa các thiên hà. Những hạt tích năng lượng cao đang chuyển hóa. Nhờ lập mô hình của chúng trên siêu máy tính, các nhà thiên văn đang nghiên cứu một thiên hà khổng lồ trong chòm sao Sử Nữ. Đây là Sử Nữ A, một trong những nguồn vô tuyến điện lớn nhất trên trời. Vô tuyến phát hiện ra một tia bức xạ. Được hệ thống VLA chụp ảnh trong suốt 10 năm qua ở New Mexico, tia đó là dấu hiệu của một hoạt động sôi sục nơi trung tâm của thiên hà. Nhờ phân tích từng phần của tia, các nhà quan sát xác định được chu kỳ thời gian phát triển hiện tượng này. Thiên hà đang phun vật chất với một tốc độ khó tin, rõ ràng là nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng điều đó là không thể được. Một ảo ảnh xuất phát do góc quan sát tia bức xạ đó. Các hình ảnh vô tuyến được Đài Thiên văn Vũ trụ Hubble phóng đại lên. Đây là ảnh chụp gần tia đó bằng kính quang học của Hubble. Sự tái tạo trên máy tính cho biết chuyện gì đang xảy ra. Tia bức xạ đó được phóng ra từ tâm của thiên hà. Nó là một trong hai đĩa vật chất hình xoáy ốc hình thành, nay bị hút vào một cái lỗ hổng lớn màu đen. Những tia tương tự bắn qua các lỗ hổng đen vào các ẩn tinh, nơi có mật độ năng lượng đậm đặc nhất hơn bất kỳ ở đâu. Liệu trong tâm dải ngân hà của chúng ta có một lỗ hổng đen không? Không ai biết đích thực điều này. Nhưng hình ảnh vô tuyến này của trung tâm ngân hà chúng ta gợi lên khả năng đó. Hình chữ S ở phía bên phải là manh nha. Gần hơn nữa, chữ S cho ta thấy có thể đó là vật chất vận động xoáy quanh một cái lõi vô hình. Nhưng nếu gần hơn nữa, không có dấu hiệu của các tia bức xạ, các nhà khoa học bị choáng váng. Có thể cái lỗ hổng đen đó của chúng ta đang ở đâu đó, chờ đợi một ngôi sao tiếp theo sắp lảng vảng qua. Puerto Rico và chảo vô tuyến lớn nhất thế giới. Nó được kết nối bằng điện tử với mạng lưới toàn cầu, với những trạm tìm kiếm như chiếc chảo vĩ đại ở The Drain Bank của Anh. Tập hợp lại, chúng trở thành một đài thiên văn có kích thước lớn bằng cả trái đất. Và đây là California, một kỹ thuật khác của ngành thiên văn vô tuyến. Các nhà khoa học sử dụng những chiếc radar chảo, chúng phát tín hiệu từ các vật thể trong vũ trụ. Những hình ảnh của thiên thạch có tên gọi là Castilia đã được chớp lấy như thế này đây. Và radar đã chụp được những hình ảnh này của thiên thạch Tiltais, chỉ dài một vài dặm và bao gồm hai mảnh. Các hình ảnh này đã vượt xa phạm vi của một kính thiên văn quang học.
một bức ảnh chụp sao thủy bằng radar. Những mảng trắng lớn được coi là những tảng băng vùng cực. Ở cực kia cũng vậy. Thật kỳ lạ, vì sao thủy nhỏ bé và nóng bức, hành tinh gần mặt trời nhất. Kính thiên văn Hubble có cái nhìn ba chiều. Nó có tầm nhìn xa cộng với ánh sáng tử ngoại và hồng ngoại. Trong giải nhìn thấy được, đây là bề mặt mù khói của Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. Nhưng ở đây trong ánh sáng hồng ngoại, Hubble đã xuyên qua những đám mây để khám phá những gì có thể là lục địa và đại dương. Bức xạ hồng ngoại có thể phát hiện được từ trái đất. Một trong những vị trí tốt nhất là trên đỉnh núi Kea, một núi lửa đã ngừng hoạt động ở Hawaii. Ở cao trên những đám mây, không khí quang đãng và khô, điều kiện thật hoàn hảo cho việc quan sát. Nhưng còn có một nơi tốt hơn có thể bắt được bức xạ hồng ngoại. Nam Cực. Bạn có thể tin hay không tin, nhưng ở đây khô ráo hơn trên núi Kea. Máy dò tại căn cứ Scott Amundsen này là đôi mắt sáng nhất của trái đất trong bức xạ hồng ngoại. Ngành thiên văn dùng hồng ngoại đã có thâm niên trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20. Các bức sóng của nó gần với ánh sáng nhìn thấy được đến nỗi các hình ảnh của nó dường như gần giống với hình ảnh chụp bằng quang học. Tuy vậy, chúng đã phát hiện được những khu vực trong dải ngân hà mà trước đây chưa phát hiện được. Một trong những cảnh lâu đời nhất của thiên hà chúng ta, Tân Tinh Orion. Nhưng trong dải ánh sáng nhìn thấy được, hầu hết các sao của nó bị che khuất. Tia hồng ngoại đã vén lên tấm màn bụi che phủ. Chúng đây rồi, lõi của những ngôi sao sáng và trẻ. Các nhà thiên văn quang học không biết chắc những gì đang xảy ra trong lòng của Tân Tinh. Tia hồng ngoại đã khám phá ra một thảm họa. Một ngôi sao mới đã tự nổ thành từng mảnh khi nó vừa mới bắt đầu chiếu sáng. Vẫn ở Orion và bị bao phủ bởi bụi trong một cái bát mà Tân Tinh ẩn náu là các sao Trapezium. Trong tia hồng ngoại, bụi lắng xuống và các sao chiếu ánh sáng xuyên qua. Trong kính thiên văn quang học, một cái chảo thiên văn nhằm vào ánh sáng của một ngôi sao. Nó phát hiện ra vầng hào quang. Nhờ sử dụng phương pháp này, tia hồng ngoại đã phát hiện được một quầng bụi bao quanh Beta Pictoris, một trong những sao gần trái đất nhất. Bầu khí quyển của trái đất đã hấp thụ tia cực tím. Vì vậy, chúng ta sẽ dùng tàu vũ trụ để bắt nó. Vệ tinh này, một nhà thám hiểm bằng tia cực tím, đã thăm dò người hàng xóm trong ngân hà của chúng ta. Nhà thám hiểm đã phát hiện rằng chúng ta sống trong một cái bong bóng, một chiếc phong bì khổng lồ có khoảng không quang đãng. Chiếc bong bóng này được hình thành từ lớp khí lạnh, mỏng và trải dài vài trăm năm ánh sáng xung quanh thái dương hệ. Nhưng tại sao? Ai đã thổi nên chiếc bong bóng này? Nhà thám hiểm đã tìm ra một vài manh mối. Về mặt phương pháp luận, vệ tinh đã chụp ảnh khắp vũ trụ, từng phần một. Nhiệm vụ đặt ra là khóa lại từng nguồn bức xạ tia cực tím. Trong khi thu thập những mẫu thí nghiệm về vũ trụ, nhà thám hiểm đã thực hiện những quan sát thú vị nhất ở ngay gần nhà mình. Gần các ngôi sao Pleiades, bảy chị em, nó đã phát hiện được mảng đen này, một cái bong bóng hơi. Thực chất, nó đã tìm được nhiều bong bóng ở vùng lân cận của chúng ta. Có lý thuyết cho rằng chúng là những lỗ hổng do các sao khổng lồ làm thủng khi chết đi, khi các siêu tân tinh bị nổ.
Dọc theo quang phổ trong các sóng ngắn của bức xạ tia gamma, dấu chấm ở tâm là Jamaica, dấu tích của một sao khổng lồ đã nổ từ cách đây 300.000 năm và thổi nên cái bong bóng bao quanh Thái Dương hệ. Tất cả những gì còn lại từ Jamaica là một ngôi sao neutron với một từ trường có cường độ mạnh. Jamaica nổ là một siêu tân tinh bình thường. Nhưng nếu một tân tinh siêu khổng lồ nổ, hậu quả có thể là một lỗ hổng đen. Mọi cái, kể cả sao neutron, đều rơi vào đó, không còn gì sót lại. Việc ghi lại các nguồn bức xạ bằng cảm biến là công việc của Đài Thiên văn Tia Gamma Compton. Nó đã phát hiện hàng trăm lỗ hổng đen và các sao neutron, nhưng nó cũng thu gom những bức xạ gamma ngắn hơn và ngẫu nhiên. Chúng đến từ mọi hướng và không ai biết chúng là cái gì. Chúng đã bị những tín hiệu dài hạn gạt bỏ khỏi phạm vi những gì giống các lỗ hổng đen. Có một khả năng là những đợt bức xạ ngắn xuất hiện khi các ngôi sao neutron va đập với nhau. Đài Compton đang xây dựng một bản đồ đặc biệt của tất cả các nguồn tia gamma ở xung quanh chúng ta. La Palma ở đảo Canary trên độ cao gần 2.500m. Đây không phải là những nốt ong đốt, mà là những máy dò đang tìm kiếm tác động của bức xạ vũ trụ lên bầu khí quyển trái đất. Và cái mắt ruồi này đang chớp lấy những ánh sáng lóe lên từ các tia gamma có năng lượng cao. Những luồng ánh sáng này đến chỗ chúng ta từ những góc xa nhất của thiên hà và ở ngoài đó. Chúng là một điều bí ẩn. Chúng ta không biết chúng đã bắt đầu cuộc hành trình từ đâu và khi nào. Có thể một ngày nào đó, La Palma sẽ giúp ta giải được câu đố này. Kobe, nhà thám hiểm vũ trụ, được phóng lên nhằm nhìn lại sự khởi đầu của vũ trụ. Qua các đám mây bụi và khí, nó đã bắt đầu tìm thấy những bức xạ lạnh nhất trong vũ trụ, bức xạ tồn tại từ trước khi có các thiên hà. Kobe đến sau nửa triệu năm, kể từ khi tưởng tượng ra sự khởi đầu của thời gian và không gian. Nó đã lập nên một cái bản đồ vĩ đại của vũ trụ thuở ban đầu. Nó đây, 500.000 năm sau vụ nổ lớn. Từ cách đây trên 10 tỷ năm, những số liệu của Kobe dường như khẳng định được mọi sự đã bắt đầu như thế nào. Ánh sáng và năng lượng trở thành vật chất. Dưới ảnh hưởng của sức hút, các hạt tiểu nguyên tử đã hợp lại với nhau. Từ bức xạ và bụi, các thiên hà sao đã tiến hóa. Một trong số đó là dải ngân hà. Ở đó, cách đây 5 tỷ năm, đã sinh ra mặt trời và các hành tinh của chúng ta. Ngày nay, chúng ta nhìn lại quá khứ qua các công cụ của ngành thiên văn học hiện đại và sẽ vẫn đặt ra những câu hỏi cũ. Những câu trả lời của nó cần tìm từ vũ trụ vô hình.
vị và các bạn đang xem chương trình VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tắp những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống lòng sông lấp loá. Con sông xanh biếc mà nhà thơ Tế Hanh nhắc đến đó là con sông Trà Bồng, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, quê hương ông. Nhưng phần lớn các vạn trài vùng biển miền Trung, vạn trài Đông Yên, xã Bình Dương vẫn giữ cho mình được những nét cũ tinh túy nhất thông qua các sinh hoạt văn hóa truyền thống có đặc thù riêng của văn hóa biển. Đằng sau vẻ bình dị thường nhật ở một làng biển là sự ẩn chứa nhiều điều hay lẽ phải được bảo tồn trong sinh hoạt của cộng đồng cư dân, nơi mà biển cả và nghề cá đã gắn kết chặt chẽ con người theo một cách rất riêng. Chương trình Tre Xanh Nhớ Con Sông Quê Hương được phát sóng vào 16:45 ngày thứ Bảy 28 tháng 9 sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn nét đẹp ở một vùng quê Nam Trung Bộ. Bão khẩn cấp cơn bão số 5, hồi 7 giờ sáng nay 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 80 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật trên cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chậm theo hướng Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và ảnh hưởng đến vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ có gió bão mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa vừa. Dự báo thời tiết chiều và đêm 27 tháng 9. Phía Tây Bắc Bộ chiều mây thay đổi, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa vừa, gió Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, cấp 5, có lúc cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Các tỉnh và thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, gió Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió xoáy cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8, biển động rất mạnh. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Định Auvico, một công ty chuyên sản xuất xe gắn máy với một dây chuyền máy đột lập hàng hiện đại mới nhập từ Nhật Bản, cùng áp dụng một công nghệ lắp ráp tiên tiến với sự giám sát trực tiếp của kỹ sư Thái Lan giàu kinh nghiệm và qua 8 khâu kiểm định chất lượng cuối cùng trước khi xuất xưởng để tạo ra một sản phẩm chất lượng hàng đầu, xe gắn máy Olay.
chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2000. Hãy cùng online lên đường. Trong cơ thể người, gan có chức năng rất quan trọng là thải độc. Khi suy yếu, chức năng gan sinh mụn nhọt, mẩn ngứa, trứng vàng, da kém ăn, gầy yếu. Cần tìm một giải pháp tốt để tăng cường chức năng thải độc của gan và bổ gan. Viên Vintiso được bào chế từ cao atiso và cao nhân trần đã tiêu chuẩn hóa, có tác dụng tăng cường khả năng thải độc của gan, chống dị ứng mụn nhọt, mẩn ngứa, chữa trứng vàng da. Vintiso phối hợp để điều trị viêm gan do virus. Vintiso nhuận gan lợi mật, kích thích tiêu hóa, chống táo bón. Không dùng Vintiso cho trẻ em dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thứ ba này, thứ sáu nữa này. Tuần ta nhớ thứ ba cuối tuần thứ sáu, thế là mình vui. Thôi chết, hình như sếp cũng hẹn cô ấy. Anh đúng hẹn nhé, nhưng phải canh chừng sếp. Cũng là thứ ba và thứ sáu, nhưng phải đến đúng địa chỉ. Từ ngày 1/1/2002, vé 5.000 mở thưởng thứ ba và thứ sáu hàng tuần, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Mời các bạn tham gia. Mộc đoạn từ Cấm Thành. Sau cuộc vui mà số phận an bài, ta đành chịu để cho người đời vò xé. Một vở diễn đắm say tráng lệ, người người sắm vai mà chẳng hiểu vì sao. Liệu có phải mỗi cuộc duyên tơ tạo hóa đã buộc trao đều chắc chờ quanh co nhường ấy? Liệu có phải mỗi chuyện đời xưa nay đều như vậy, đều để cho ta bao nỗi nhớ mân khuâng? Nàng dịu hiền như dòng suối mát trong, và phơi phới như làn mây trôi lờ lững trong lãng quên rồi bừng sáng, và nhìn xem, nhìn mãi chợt say lòng. Ôi hãy lãng quên đi và giải thoát chẳng vấn vương. Biên kịch Lưu Hạo Đông, Vương Thâm, Vương Hải Châu, Trương Đình Kế, Trịnh Vạn Long. Quay phim Dư Đinh, Lưu Huy. Đạo diễn Trương Hữu Linh, Vương Trung Vĩ. Diễn viên chính Vương Cương, Ninh Tĩnh. Bộ sản phẩm làm trắng da Hasselin với chiết xuất từ lá dâu tầm cho làn da trắng mịn toàn thân, gồm hai sản phẩm sữa tắm làm trắng da và sữa làm trắng da toàn thân. Sử dụng trọn bộ sản phẩm cho làn da trắng mịn toàn thân, sữa tắm làm trắng da và sữa làm trắng da toàn thân. Xinh quá, chắc anh ấy thấy mụn rồi. Kem chống mụn mịn da Pose chứa các hoạt chất chống mụn hiệu quả sẽ chăm sóc da bạn mịn màng hơn chỉ sau 4 tuần sử dụng. Với Pulse, mọi phụ nữ đều đẹp hơn. Với hoạt chất ZBTO trị gầu hiệu quả, cho mái tóc khỏe và quyến rũ hơn. Friend như lời tỏ tình dễ thương. Cao xoa bóp, bạch hổ hoạt lạc cao được bào chế từ một số loại tinh dầu với tính chất cay nóng mạnh. Tôi thấy đỡ nhức mỏi hơn rồi. Cao gì mà hay vậy con? Đó là cao xoa bóp, bạch hổ hoạt lạc cao, có bán tại các hiệu thuốc. Cao xoa bóp, bạch hổ hoạt lạc cao, mỗi gia đình nên có một hộp trong nhà để phòng khi bị đau nhức đã có bạch hổ hoạt lạc cao. Không dùng bạch hổ hoạt lạc cao cho trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai đang cho con bú. Không bôi lên vết thương hở, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cholesterol máu cao là nguyên nhân chính gây ra các nguy cơ về tim mạch, gây nguy hiểm cho tính mạng người bệnh.